Trước thêm năm học mới 2023-2024, nhiều trường đại học đã công bố mức học phí mới theo Nghị định 81. Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự chủ từ 1,3 tới 2,3 triệu đồng một tháng, tăng dao động từ 32 đến 64% một tháng so với năm 2021-2022, chỉ ở mức từ 980.000 đồng tới 1,4 triệu đồng một tháng. Mức học phí các ngành khối sức khỏe năm 2023 gây xôn xao trong những ngày vừa qua. Tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay mức học phí thấp nhất là 41 triệu đồng một năm và cao nhất là ngành răng hàm mặt với 77 triệu đồng một năm. Đáng chú ý là trường Đại học Cần Thơ với mức học phí trung bình tối đa năm nay của trường là 37,6 triệu đồng một năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2022. Nhiều trường đại học công lập khác cũng công bố tăng học phí. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, học phí dự kiến sẽ tăng lên 33 triệu đồng ở hệ đại trà và 50 triệu đồng với chương trình tiên tiến. Trong khi đó ở năm học trước, học phí của trường dao động từ 29 tới 45 triệu đồng một năm. Năm 2023-2024, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến mức học phí trung bình 30 triệu đồng một năm học, đối với sinh viên hệ đại trà và 80 triệu đồng một năm học với sinh viên chương trình chất lượng cao, tiên tiến tăng từ 2,5 tới 8 triệu đồng so với năm trước. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức học phí khác nhau cho khóa 2021 trở về trước và khóa 2022 trở về sau. Cụ thể, với sinh viên khóa 2021 trở về trước, mức học phí được giữ nguyên. Đối với sinh viên từ khóa 2022, khi trường thực hiện theo cơ chế tự chủ, học phí sẽ tính theo năm thay vì tính chỉ. Mức học phí năm nay dao động từ 13 tới 60 triệu đồng một năm, tăng khoảng 10% so với năm trước. Không riêng các trường đại học tự chủ, các cơ sở đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên cũng dự kiến tăng học phí trong năm học mới. Cụ thể, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, học phí chương trình hệ đại trà dự kiến 14 triệu đồng một năm và chất lượng cao dự kiến 35,8 triệu đồng một năm.